Thầy cũng cảnh báo cho em luôn, phần lớn các doanh nghiệp phá sản đều đang trên đường chiến thắng nhé. Vâng, em cũng đang sợ cái điều đó. Phần lớn các Điều doanh đó. nghiệp phá sản, phần lớn các ông chủ phá sản đều là trên đỉnh vinh quang ấy, tức là đang trên đường chiến thắng. Em Chứ cũng không có doanh nghiệp nào phá sản mà khi họ phát hiện ra cái đà xuống dốc ở đầu đầu dốc đâu. Còn đa phần là đến cuối dốc mới phát hiện ra thì phá sản, hoặc đang trên đà chiến thắng nhưng mà thực ra là đã chạm dốc rồi mà họ không biết. Cho nên bắt buộc phải có một năm mà chuẩn hóa lại là chuyện bình thường. Như doanh nghiệp của thầy là năm nay là thầy phải đích thân thầy lùi lại để thầy chuẩn hóa, đích thân thầy luôn nhé. Chứ còn khát vọng thì lớn, nhưng mà đi một đoạn mà nói đơn giản cái quần của mình đi một đoạn mà không dừng tay, tay lại kéo mẹ quần lên thì có khả năng thì phải lùi mà đi chứ. Cứ đúng không? Thỉnh thoảng phải xách cái quần lại cái. Em thì đi lên từ tức là từ nghề và tại thì đang có doanh nghiệp. Và em cũng chưa bao giờ tức là làm ở trong các công ty lớn hoặc là từng đi vận hành doanh nghiệp. Và khi bây giờ doanh nghiệp em nó cũng hơi lớn, nó 300 người rồi và hiện tại thì nó cũng doanh số cũng rất là lớn. Mà em thì đóng vai trò nó đang là vừa chủ tịch điều hành ấy. Trong giai đoạn này thì em thấy rằng là em thấy rằng là để cho doanh nghiệp mình nó trở nên nó lớn hơn ấy. Nếu như em theo thầy thì giờ em quay lại để học cái nền tảng hay là nền tảng vận hành, tức là bây giờ theo thầy thì em nên học cái gì để có thể là vận hành doanh nghiệp nó để cho nó được trơn tru hơn mà nó đi theo cái tầm nhìn của nó. Thực ra học quản trị đấy, chẳng qua em không để ý thôi chứ. Quản trị là vừa rồi em học offline chưa? Học rồi đúng không? Em cũng học rồi. Học rồi chứ. Em vào con số thì em tức là em vào con số thì em không hình dung được. Ồ thế thì không được. Tức là bản chất ông có học cấp mẹ nào chăng nữa thì vẫn phải biết số chứ. À biết số nhưng mà tức là cái cách mà làm thì hầu như đa số là giám đốc tài chính nó làm. Không. Em phải hiểu thế này nhá. Một doanh nghiệp mạnh hay yếu nó không phải nằm ở tổng giám đốc. Một doanh nghiệp mạnh hay yếu nó nằm ở thằng chủ tịch. Đúng rồi. Thằng chủ tịch nhá. Cho nên là chủ tịch chính là cái người mà ông chủ ngồi phía sau cái xe ô tô chỉ cái ô tô đi theo hướng nào. Còn cái ông CEO chỉ là ông lái xe thôi. Em có hình dung cái này không? Cho nên một doanh nghiệp như anh Vượng, anh làm chủ tịch doanh nghiệp mà lớn được. Nhưng mà nếu bây giờ đổi anh Vượng mà bằng một ông khác làm chủ tịch, doanh nghiệp nó bé này. Mà ông chủ tịch ra quyết định dựa trên cái gì? Dựa trên dữ liệu của số hóa. Thầy lấy ví dụ thế này nhá. Ví dụ bây giờ thầy có một điểm spa. Sau khi CEO nó vận hành một điểm spa xong thì nó trả lời cho thầy là tổng mức đầu tư một điểm đấy là chúng ta cần 2 tỷ thì có một điểm spa. Và cứ 2 tỷ như vậy thì một năm chúng ta có lợi nhuận là 4 tỷ trên một điểm. Vậy thì ngay lập tức cái tư duy của một doanh nghiệp nó sẽ phải lên cái phương hướng chiến đấu triển khai ngay lập tức là 100 điểm. Trong vòng 2 năm nó đặt mục tiêu phải có 100 điểm spa trong vòng 2 năm. Và bây giờ bài toán là nó phải đi tìm được bằng được cái ekip là nên cho nó phương án, trình bày với nó phương án để xây dựng 100 điểm trong 2 năm. Và một giám đốc tài chính phải bàn với nó về cấu trúc vốn ra sao để có tiền xây dựng được 200 điểm. Và cần bao tiền. Vậy thì cuối cùng nó loay hoay vẫn là đọc số. Tức là để phát hiện ra cái con đường đi thì cái ông chủ vẫn phải đọc số mà do thằng CEO nó vận hành, nó mang về. Có đúng không? Thì phải xác định hướng đi. Thứ hai là khi xác định hướng đi thì vẫn phải tiếp tục đọc số xem là cần đầu tư tổng mức đầu tư bao nhiêu và kế hoạch vận hành nó như thế nào để nó ra 100 điểm và nó ra lợi nhuận là bao nhiêu thì vẫn phải đọc số. Vậy cho nên việc đầu tiên em muốn trở thành một cái nhà vận hành một cái doanh nghiệp lớn thì bắt buộc em phải làm CEO đó. Còn tất nhiên nó vẫn có trò chơi này, em không làm CEO em làm chủ tịch ngay.
và em không làm CEO. Nhưng như vậy em phải đốt quá nhiều tiền cho cái việc trả giá. Vâng. Cho cái việc trả giá chọn phải thằng CEO ngu. Nó giống như kiểu là nếu thầy biết lái xe rồi, xong bây giờ thầy lùi về để trở thành ông chủ ngồi sau cái xe, thì xác suất thầy chọn được ông lái xe chuẩn nó cao hơn là em không biết lái xe. Và em phải lùi về sau ghế ông chủ em ngồi và em tuyển lái xe, thì xác suất trả giá cho cái việc tai nạn hoặc là nó lươn nẹo trong cái xe của em mà em không có biết. Có đúng không em? Dạ. Yeah. Vấn đề nó không đúng không sai mà em lựa chọn đi theo hướng nào thôi. Em chấp nhận là lùi về vị trí chủ tịch và thuê thằng khác lái xe, nhưng xác suất chọn nhầm cao hơn. Thì em phải xem là nếu xác suất bên công ty em mà chọn nhầm thì chuyện gì nó xảy ra. Cái thứ hai, em chấp nhận đi chậm một tí, nhưng em làm cho phun cái não của em về mặt trí tuệ đó, rồi em mới ra đòn. Vâng, cái này là cũng là cái một cách em đang hỏi, tính hỏi thầy như này. Thầy, tại vì thằng hiện tại CEO, lúc trước em CEO nhưng mà sau thì em đưa cái CEO cho em trai của em nó nắm ấy, tức em lên vị trí chủ tịch chỉ có là về chiến lược thôi, với lại đưa ra phương án làm đấy. Nhưng mà trong giai đoạn này thì em đang thấy được, nhìn thấy được là nếu như mà doanh nghiệp của mình muốn phát triển theo đúng cái mà mình mong muốn ấy, với khả năng của mình hiện tại bây giờ thì nó sẽ chậm. Thì em đang mong muốn rằng là có thể là em sẽ đang suy nghĩ đến cách là mình sẽ dừng lại để mình giao lại cho các anh em xác lập hiện tại ấy. Thì em có thể là em đang nghĩ đến cái câu chuyện là tầm mình đi tầm 1 đến 2 năm là mình đi học để mình lấy lại cái nền tảng ấy. Tại vì không, tôi phản đối cách đấy luôn. Yeah. Tóm lại là ông vừa học vừa làm. Tức là ông đi học vài ngày thôi, sau lại về ông làm. Chứ không là ông lại trở thành một mớ lý thuyết bồng bồng là ông chết nhá. Yeah. Hiểu không? Ừ, tôi phản đối cái kiểu mà đi học một mạch nên tiến sĩ xong bắt đầu quay về mở doanh nghiệp, mẹ là chết. Ừ. Bố có hình dung cái này không? Nhá. Cho nên là bố có doanh nghiệp rồi, tôi thì khuyên bố chậm một tí cũng được. Tất cả các cái công ty vĩ đại nhá, nó đều đi ngang thế này này. Yeah. Sau khi não của ông chủ nó phun rồi thì doanh nghiệp nó đi chạy thẳng một phát lên thế này. Có hình dung không? Để tránh tình trạng là công ty của mình rất to mà đầu của ông chủ rất nhỏ, nó vỡ trận luôn. Thì đó, cái đó là cái em đang suy nghĩ. Vậy thì phần theo thầy thì bây giờ em nên tập trung vào học. Bây giờ thế này, ông tập trung vào học những khóa ngắn hạn 1, 2, 3 ngày. Yeah. Xong học xong thì ông gạch đầu dòng ra cái gì ứng dụng được thì ứng dụng, và ông quay trở lại làm doanh nghiệp của ông, và ông làm một CEO cho tôi thật chắc đã. Hoặc bài toán ông tuyển một thằng tổng giám đốc thật giỏi, xong ông đi học về, xong ông với nó cùng bàn những cái thứ mà ông học được, xong ông với nó cùng bàn. Và bản chất thằng tổng nó thật giỏi, nó cũng có khi là một người thầy của mình. Có khi nó về nó giỏi, nó về là người thầy của mình, nó cũng hỗ trợ mình. Thế thì bây giờ là cùng thảo luận với nhau để làm. Nhưng ông không được đứng trên cái góc độ là ông đứng là chủ tịch, xong ông chỉ tay năm ngón, ông chỉ hướng mà mẹ mày chúng mày phải đi, mà không đi được mày chết với ông. Bởi vì ông chưa từng đi cho nên ông không hiểu được cảm giác của nhà điều hành. Bởi vì có những thứ mình muốn nhưng nhà điều hành nó không làm được nhá. Đúng rồi. Đấy. Nó y như kiểu là mình ngồi mà mình thiết kế mà mình không hiểu về xây dựng. Là mình thiết kế trên mây luôn. Tôi lấy ví dụ vẽ cái nhà hình chữ L, mà chỉ có một cột chôn xuống đất, tôi còn chữ L ngang phè thế này. Thì tôi nói bố thằng nào thi công được. Yeah. Có hiểu không? Trông thì nó rất là đẹp, nhưng thi công hay là xây một cái nhà mẹ gọi là dấu ngã chẳng hạn. Dấu ngã nằm trên dấu hỏi. Thì vâng, trông nó rất đẹp. Nhưng thằng thi công thánh họ nó không thi công được, vì không có cái loại lực nào nó tính được cái kiểu đấy. Thì tương tự như vậy khi anh làm điều hành ấy, thì anh mới có cái thực tế. Thì khi anh có cái thực tế, anh giao cái đầu bài, anh lên chủ tịch, anh giao đầu bài cho thằng điều hành, thì anh biết là trong khả năng nó có làm được. Còn anh giao với cái kiểu như là chỉ thỏa mãn anh thôi, còn anh không biết là nó có khả năng làm được không, thì một chiến lược như vậy tôi gọi là chiến lược ở trên giấy. Vâng. Hay quá này. Thôi, tóm lại lời khuyên của tôi bây giờ, bố làm tổng giám đốc
kiêm chủ tịch, hoặc bố thuê một thằng tổng giám đốc ở nơi khác rất giỏi về cho nó làm phó tổng thường trực, đúng không? Phó tổng thường trực và giao cái quyền quyết cho nó, mình lùi lại nhưng mình vẫn cầm tổng nhé. Để họp hành nó còn gọi mình họp cùng để mình học ấy. Thì em đang vừa rồi đây thì em có một cái đang hiện tại đang làm rồi này, tức là em lại dùng bộ phận trợ lý ấy. Thì hiện tại em đang tuyển mạnh cái bộ phận trợ lý về. Tôi hiểu ý ông rồi. Thực ra ông gọi nó là trợ lý cũng được, nhưng mà nguyên tắc của người Việt Nam thằng giỏi nó bảo là phó tổng thường trực thì nó thích, thì mẹ để nó trợ lý nó ghét. Vậy thì bản chất nó cũng là thằng giúp việc tham mưu cho mình chứ mà, có phải không? Nhưng mà để nó là phó tổng thường trực phụ trách cái mảng gì, hoặc là phó tổng phụ trách cái mảng gì thì nó được, nhưng bảo là trợ lý phụ trách mảng gì thì nghe nó bé, mẹ nó ghét. Nó ngam, có hiểu tâm lý không nhỉ? Ví dụ tôi tuyển ông về bảo là em về em làm phó tổng thường trực cho thầy, thì bảo thằng này ít nhất nó còn tôn trọng tài năng của mình. Nhưng bảo là tạo em về mày làm trợ lý cho thầy, mẹ tạo nghe thấy xong nó bảo mẹ thằng này bị điên, mẹ tao tổng giám đốc bên kia bảo về tao làm trợ lý cho mày. Tại vì cái chủ doanh nghiệp em hiện tại nó như này này, tại vì nó còn một cái bên dưới các ông là ông xác lập ấy, thì hiện tại trong vòng hơn 4 năm ấy thì chúng ta đi quá nhanh, cho nên là hiện tại cái doanh nghiệp của em nó cũng lớn và cái doanh lợi nhuận nó cũng cao, cho nên cái anh em xác lập hiện tại bây giờ nó cũng tự mãn nhiều. Thì trong cái giai đoạn thì em thấy nó đi chậm, thì cái lúc trước thì em cũng nhường lại cái vị trí CEO xong rồi thì em đi được tầm nửa năm rồi đấy, xong em quay ngược lại thì em thấy nó chậm quá và em nhìn thấy được là anh em đang bị rời rạc ấy. Trong giai đoạn này thì em tuyển bộ phận trợ lý về luôn, từ bộ phận trợ lý về để nó hỗ trợ cái công việc kiểm soát tất cả những công việc cho mình. Thầy không có phản đối cái chiến lược đấy của em, nhưng mà thầy chỉ khuyên em nên đặt tên thôi. Đặt cho nó cái tên gì ấy thì em mới tuyển được người giỏi. Vâng. Nhưng mà cái chức năng cái trợ lý thì nó em đang cho nó cái chức năng nó chỉ kiểm soát công việc thôi, cái tham mưu thôi chứ không cho xử lý. Tức là không cho điều hành xuống dưới đúng không? Không, như chỉ cho nó nắm bắt về mục tiêu thôi, cái mục tiêu mình giao xuống. Và xong nó đo đếm và nó đo đếm cảnh báo và đề xuất giải pháp giúp em thôi, chứ không được điều đúng hành rồi, xuống rồi. Quân cán của em ở dưới có đúng không? Đúng rồi, không được xử lý. Thì trong cái giai đoạn trong giai đoạn này thì cũng có nhiều cái cơ hội để mà phát triển rất mạnh ấy. Nhưng mà em đang chọn cái tức là tập trung vào củng cố lại doanh nghiệp nhiều hơn là phát triển. Thì đối với thầy có lưu ý thế này này. Thầy có lưu ý thế này. Thực ra mà nói á, tại sao doanh nghiệp mình chỉ xây dựng chiến lược được 5 năm thôi? Tầm nhìn thì 20-30 năm, nhưng mà chiến lược thì người ta chỉ xây 5 năm. Bởi vì nguyên tắc doanh nghiệp mà chạy rất là nhanh trong vòng 5 năm thì bao giờ người ta cũng dành 1 năm để chuẩn hóa. Vâng, đúng rồi. Chứ tránh tình trạng mà phần lớn, thầy cũng cảnh báo cho em luôn, phần lớn các doanh nghiệp phá sản đều đang trên đường chiến thắng nhé. Vâng, em cũng đang sợ cái điều đó. Phần lớn các doanh nghiệp phá sản, phần lớn các ông chủ phá sản đều là trên đỉnh vinh quang ấy, đang trên đường chiến thắng. Chứ không có doanh nghiệp nào phá sản mà khi họ phát hiện ra cái đà xuống dốc ở đầu dốc đâu. Còn đa phần là đến cuối dốc mới phát hiện ra thì phá sản, hoặc đang trên đà chiến thắng nhưng mà thực ra là đã chạm dốc rồi mà họ không biết. Cho nên bắt buộc phải có 1 năm mà chuẩn hóa lại là chuyện bình thường. Như doanh nghiệp của thầy là năm nay là thầy phải đích thân thầy lùi lại để thầy chuẩn hóa, đích thân thầy luôn nhé. Chứ còn khát vọng thì lớn, nhưng mà đi một đoạn mà nói đơn giản cái quần của mình đi một đoạn mà không dừng tay lại kéo mẹ quần lên thì có khả năng thì phải lui mà đi chứ. Có đúng không? Thỉnh thoảng phải xách cái quần lại cái. Hay quá. Em nghĩ rằng là cho đến giai đoạn này thì cũng phải dùng đến 1 năm để mà Và muốn vậy phải tĩnh
chứ đừng so sánh là kỳ trước đang hốc bằng này, kỳ này hốc ít đi, bắt đầu người thấy người nó nôn nao, nó khó chịu, tĩnh một tí. Trong giai đoạn này kinh tế cũng đang khó khăn, cho nên em cũng có suy nghĩ đến cái điều là nên củng cố là trong năm 2023. Sao bảo đang hốc được, giờ này kêu khó khăn. Đấy khổ lắm, cái ông thông tin nó méo vào mẹ được. Nha. Đấy, tĩnh. Làm chắc. Rồi, ok. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Chúc anh Tạo sớm trở thành tỷ phú trong tương lai. Em cảm ơn thầy. Vâng.